Trong đoạn cuối của Áo Cưới Giấy Năm, sau khi phần giới thiệu kết thúc với tiếng nhạc hùng hồn, Diếp Mạc Lê xuất hiện trong bộ váy tân nương đỏ. Cô khinh bỉ nói, hai đứa bay tưởng đốt mấy món vũ khí này là có tác dụng sao? Mặc Khanh thắc mắc, khe nước âm dương rõ ràng đủ để cả ba người họ quay về. Tại sao cô cứ cố tình phá rối? Nghe vậy Mạc Lê trả lời, mình muốn mang pháp lực của kỳ nương tử quay về nhân gian. Vì vậy, kẻ duy nhất thoát khỏi nơi này chỉ có bản thân mà thôi. Lúc này, Tung Nguyên Phong mang theo âm khí đột nhiên xuất hiện. Câu chuyện trong Áo Cưới Giấy 5 cũng kết thúc tại đây. Trong thời gian chờ đợi Áo Cưới Giấy 6 ra mắt, để giải đáp những câu hỏi còn bỏ ngỏ trong phần trước, các bạn có thể xem Tiên Sinh Âm Dương. Bộ phim nói về Diêm Bất Phiền, một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thông thạo việc bắt quỷ. Trong lúc đến nhà họ Lâm để hành nghề, ông ta vô tình vướng vào một câu chuyện ly kỳ đầy rùng rợn đằng sau công việc không dành cho người yếu tim.